Ngày hôm nay là sau những ngày cách ly thì California đã được mở cửa, và chỗ này là chỗ phố đi bộ của Santa Monica. Bây giờ là nguyên đoạn đường giữa, ta để đồ ăn, ngồi bàn ăn. Thì cái đi vòng vòng đi coi cái nào được, mình thích là ăn thì mình ăn. Đá, con ăn con má. Ở phía bên phải nè em, nãy mình thấy. Bây giờ nói đây đâu, không biết là bên nào nè. Bên này. Em coi có tiệm á. Đây nè. Lâu lâu rồi mới tới Santa Monica đó. Giờ cho ngồi ăn đầy ngoài đường. Cho ngồi luôn, ăn uống ngoài đường luôn đó. Tại vì nhà hàng nó không cho vô nữa. Để biết rồi nó quen cái nó ăn luôn rồi tập xuống. Ngoài đường. Giống như Pháp. Đúng rồi, giờ cho Pháp ngồi ăn ngoài đường. Starbucks mua bánh mì sandwich cho bà mẹ. Đó, Starbucks nè. Em nói lát một chuyến cũng ra. Em coi đúng không? Mình đi tới chưa? Cái like à. Oh my gosh. Oh, mua to go thôi đấy. Mình mua to go thôi được rồi. Đồ mãi. Ê, gia đình mình đang tới Santa Monica. Mọi người đi chơi rất là đông. Người ta vẫn còn tấp nập là thấy vui rồi. Đã được mở cửa lại rồi. Thấy vui vẻ rồi.
cocktail kìa. Tiệm đóng cửa nhiều quá. Ở đó đây cũng có một cái tiệm bán kem rất là lớn. Giờ này đóng rồi ta. Ủa, tên Nhật nè. Kumaku gì. Santa Monica. Cái đường này là đây là ba mẹ đang đứng để đợi vô cái nhà hàng Johnny Rocket này. Nó có cái món hamburger rất là ngon. Cái đường này thông thường mà mấy thứ bảy chủ nhật á là nó có những cái show trên đường phố, biểu diễn show của tất cả các nghệ nhân, ca sĩ, những diễn viên xiếc này nọ. Họ sẽ biểu diễn trên đường này và mọi người đứng cho tiền. Giờ Lộc sẽ dẫn quý vị đi coi một vòng chơi. Mùa này thì nói chung là cũng hơi bị vắng. Nó giới hạn nhiều quá. Hiện tại có những chiếc xe này đang được thử nghiệm, họ cho vận chuyển để hàng hóa. Đây có những người để control. Gọi là cái gì? Kiwi bot. Có những cái anh chàng này control, họ chỉ đang quảng cáo thôi. Ở đây thì họ làm một cái quán quán rượu ngoài trời, quán nước giải khát ngoài trời, pha rượu. Có những bartender họ đứng pha rượu luôn. Lúc trước đó là quán cà phê shop. Họ bán những cái là cà phê pha rất là ngon, như là kem. Mà mùa này thì sẽ lại đóng cửa rồi. Hai bên là có những cái shop shopping. Đây là T-Mobile đấy. Tiệm T-Mobile rất là lớn, tiệm phone. Tiệm phone rất là lớn ở Mỹ. T-Mobile. Kế bên là có tiệm Apple hôm bữa giờ thì bị đóng cửa, nhưng mà giờ nó lại mở lại rồi. Tiệm này là bán candy, kẹo. Đây là cái rạp chiếu phim AMC, là cái cụm rạp chiếu phim cũng rất là lớn ở Mỹ. Cái robot.
Đây là những chiếc xe này họ cho thuê. Mình dùng một cái app, mình trả tiền trên app và mình lại lấy xe là mình bấm cái phone mình vô đây là tự động nó chạy. Nó gọi là bird, chim. Có chỗ ngồi rồi hả? Bàn nó có 4 người rồi, nó rề. Kêu mày khiêng thêm 2 ghế qua đi cho tao đi. Cái hai bên đều 4 người, nó không biết làm sao. Nó hồi khiêng 2 ghế qua rồi xong. So this is a RA66. Another RA66. Okay. This one's with chicken. Okay, chicken for him. Okay. Giờ học lên giá.